Chào cả nhà đang đến với kênh của Lợi nha. Hiện tại thì Lợi và vợ của Lợi đang làm một cái món đó là trà sữa. Và trong giai đoạn làm trà sữa thì sẽ làm thạch trước nha cả nhà ơi. Đây, vợ đang làm gì vậy? Chào cả nhà. Vợ Lợi đang em cắt củ năng. Cắt củ năng nha. Bữa nay là Lợi sẽ làm thạch củ năng. Củ năng. Chồng lẹo lưỡi, chồng nói củ năng đó không? Có ai dành nói với anh đâu, nói với anh chi thì bởi vậy lẹo lưỡi luôn. Này là sắc củ năng, củ năng. Rồi mà vợ làm thịt mít nữa hả? Đủ loại thịt luôn, thịt mít, thịt nho, thịt kiwi. Rồi bữa nay lại sẽ rủ mấy đứa nhỏ trong xóm đến đây để chơi trả lời câu hỏi rồi uống trà sữa miễn phí nha cả nhà. Đó thì bữa nay vợ lại sẽ chia sẻ cái bí quyết làm trà sữa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắc củ năng xong rồi sẽ làm tới phân giai đoạn là mình sẽ đổ thạch nha cả nhà ơi. À, sữa thì vợ lại mua cái hộp sữa Rit nè. Đâu rồi? Đây nè cả nhà, đây là cái hộp sữa Rit mà vợ lại sẽ làm nha. Đấy. Với bột sữa của chị Xíu đem về cho với em. Lại một cái gói bột sữa mà chị Lợi có mua ở nước ngoài về luôn, ở Đài Loan. Ở Đài Loan nổi tiếng trà sữa. Đây nè cả nhà, cái bột sữa này nè là chị Lợi mua ở Đài Loan về cho Lợi làm nha. Ở nhà mình thay thế bột sữa này bằng một cái bột sữa nào đó, nó cảm quý vị cảm thấy ngon thì mình làm thôi. Mà đây phải là có bột sữa. Nguyên liệu trà sữa cả nhà là có hết hả? Đúng rồi. Cho 4 lít sữa. Cái này là của Đài Loan nha. Sữa này là sữa Đài Loan nên mình uống. Chị lại mua ở chỗ mà chị cũng hay uống ở bển, lại là cũng hay chị làm á. Rồi cái chị cũng nấu ở bển để chị làm. Vợ trộn đều qua hả? Nãy anh quậy lên rồi em để cho nó sắp xuống nè. Mình ngâm chưa? Ngâm trà chưa? Em nấu nước vừa sôi nha, nước đừng có nên nước sôi quá, bỏ trà vô lại cho nó bao nhiêu độ ta, thường thường bao nhiêu. Nhưng mà thường thường em nấu nước sôi tắt, em không khi nào em đổ vô liền nữa, em để có 1 phút. Mấy phút? 1 phút. Cho nước nó nguội nguội xuống một tí á. 1 phút hả? Rồi, cho vô cái thau này nha, để mình ngâm trà nha. Hai gói như thế này á, là vợ lại nấu bao nhiêu lít? Cho 4 lít nước á. Là này nãy em nấu 2 lít nước à. Là hai gói như thế này là nấu được 4 lít nước đó cả nhà ơi. Rồi. Bây giờ nấu thêm 2 lít nữa để cho vào. Để em nhấn cái này xuống cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồ mình đậy lại để cho trà nó tan ra nha cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ là vợ lại sẽ bỏ cái phô mai vô cái khay nha cả nhà. Rồi mình sẽ nấu cái rau câu mình sẽ đổ vô. Đó, tương tự như vậy thì mình sẽ bỏ trái cây vô những cái khay như vậy rồi mình sẽ cho rau câu vô nha cả nhà ơi. Rất là dễ làm luôn đúng không ạ? Bây giờ là sẽ cho trái cây ra một cái những cái khay như thế này nha cả nhà. Đó. Kiwi, mít. Rồi phô mai đi cả nhà ơi. Đó. Còn cái củ năng này ấy, một chút nữa vợ lại nó sẽ áo cái bột vô. Rồi chúng ta sẽ nấu lên nha cả nhà. Đấy, rất là ngon nha. Rồi bây giờ vợ lại sẽ trộn đều cái bột củ năng này lên nha cả nhà ơi. Mình phải đảm bảo là cái củ năng nó sẽ được áo đều cái bột nha cả nhà. Phải được áo đều mới được nha. Đấy. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi cả nhà ơi, cái củ năng bây giờ là vợ lại sẽ cho vô nha. Cái này mình nấu tới chừng nào vậy? Để vô đó chìm không, chừng nào nó có nổi lên là được. Nhà củ năng nổi lên mặt hết là được á. Nhanh lắm. Chừng 5 phút hả? Nấu đến khi nào mà củ năng nó nổi lên hết là được nha cả nhà.
Đấy, thế là xong công đoạn củ năng nha. Cái trà này nãy giờ là vợ lại ngâm khoảng 7 tới 10 phút nha cả nhà, mình đừng ngâm hơn nha, nó sẽ bị đắng á. Đó. Rồi vợ lại đã chuẩn bị một cái tô bột sữa như thế này. Bột sữa này là chị lại mua ở bên Đài Loan về nha cả nhà. Đó. Bột sữa này là ở bên Đài Loan, nó rất là ngon, nó thơm lắm. Mình sẽ cho vào cái hiệu, nó là hiệu tiếng Tàu tiếng Ơ gì đâu không mà lại không biết. Mình bỏ ra tô luôn cho gọn, như cắt bịch nó bay tùm lum. Đó, bây giờ nó sẽ ra cái màu trà sữa rồi đó cả nhà, thấy không? Đây, cái tô bột này khoảng nhiêu vậy? Một lít nước là em làm 200g bột á. 1 lít nước là 200g bột sữa nha. 150g đường. 150g đường. Rồi giờ là sẽ cho cái hộp sữa rít đó vô luôn. Đấy. Này là mình nấu 4 lít là nó ra 600g đường hay vậy? Đúng không? Đúng rồi, 600g đường. 600g đường nha cả nhà ơi. Bây giờ là tới công đoạn quậy thạch nha cả nhà. Em quậy 2 bịch thạch á. Là một bịch này, 2 bịch này nè. Là em cho 1 lít 6 nước nha. Rồi, cả nhà nhớ nha. 1 lít 6 nước rồi nha cả nhà. Đổ vô. Cả nhà nhớ bỏ rau câu vô là đừng có để nước nóng nha, phải nước lạnh nha. Nước là phải nước lạnh, không được nước sôi nha cả nhà ơi. Ốc trâu này em làm đó em bán luôn á. Vợ chồng mình chỉ thiệt tình luôn, là xưa nấu rồi rau câu. Nếu mà cả nhà không đánh quen với em á thì trộn rau câu này với đường nè. Bây giờ là mình vừa bỏ vô mình vừa đánh ra nha cả nhà ơi, bỏ vô từ từ á rồi mình mới đánh ra như vậy. Chứ cả nhà đổ một cái ào vô rồi thôi luôn á, là xong luôn á nha, là hư luôn á nha. Rau câu này quậy nhanh lắm cả nhà, 5 phút là được. Sôi lên là được hả vậy? Đó, vừa bỏ vô mà vừa đánh như thế này là mới được. Sôi lên 2-3 lần, chứ không là sôi 1 lần là được. Phải sôi 2-3 lần. Cái này 1 lít 6 nước là em cho 200g đường. Rồi, 1 lít 6 nước 200g đường với lại 2 bịch bột, đúng không? 2 bịch bột và rau câu đúng không? Hai là mấy bịch vậy? 2 bịch. 2 bịch hả? Nè, em chỉ cách thứ hai cho không bị ủng con nè, thấy không? Nó đâu có bị đâu. Đó, như vậy là nó sẽ không bị ủng con. Đổ đường vô. Còn cách thứ hai này cả nhà ơi, mình sẽ trộn rau câu chung với đường. Đó, đây là cái cách thứ hai nha. Đây, trộn rau câu đều với đường luôn, rồi lấy cái muỗng đựng lại ra hả. Rồi bây giờ trộn đều. Phải tô khô nha cả nhà, đừng có cho dính nước nha. Trộn cho đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phần này vô luôn, bỏ đường vô với đại rau câu. Đó. Cả nhà thấy dễ không ạ? Đó, như vậy này nó sẽ không bị ốc trâu nha cả nhà ơi. Cả nhà thấy không ạ? Không có bị ốc trâu. Nó không bị đóng cục á, nó ốc trâu là nó bị đóng cục, đóng quện quện á. Rồi bây giờ mình bắt lửa lên không có lâu vậy? 5 đến 10 phút. 5 đến 10 phút. Lên 2-3 lần là được à. Mình có còn quậy hoài vậy không? Có chứ, còn quậy là khá khét á. À, là mình phải đứng chịu khó quậy 5 đến 10 phút như thế này. Rồi cả nhà mình chịu khó quậy 5 đến 10 phút nha, cho nó sôi lên là nhấc xuống được rồi nha cả nhà. Bây giờ là đổ tới thịt nho nha cả nhà. Đấy. Đổ nhanh nhanh lên để nó đạt, nó sắp đặt rồi kìa. Rồi giờ thịt mít. Đây. Rồi nha. Đây cả nhà ơi, đây là cái kết quả mà Lợi đã đổ xong tất cả các món thịt của mình nha. Thịt nho, thịt mít. Đó.
Cái nhà thấy đẹp ghê chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nó đông lại nha. Con tên gì? Bảo Long. Con tên là Bảo Long. Bảo Long. Rồi. Còn con? Con Nhông. Con Nhông. Con tên Nhông hả? Con Giàu. Giàu hả bé Giàu? Còn con? Khánh Ngọc. Khánh Ngọc. Trời ơi, ai hớt cái máy ngộ vậy? Ai hớt cái máy cho con ngộ? Ai hớt cái máy kỳ vậy trời? Trời con hớt hả? Được. Còn con? Đô. Ronaldo. Trời ơi Ronaldo. Nhìn con cũng lực quá ha. Còn con? Lời trọng nhân. Đông. Không sao. Tiếng cửa gió đập. Được, hôm nay thầy sẽ dạy cho các con. Không, hôm nay là không dạy. Mà hôm nay sẽ làm một chương trình đố vui bá đạo quá thở. Trọng nhân giơ tay. Quá giỏi. Con hơi rất nhiệt chút xíu nha. Rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà từ từ để nha. Để chút. Mà kia này hơi tối. Trời ơi sao chai này xịt không chút. Để con hãy. Anh chưa mở ra mà. Ủa vậy? Con liệu hồn thầy là thầy khó lắm á. Con à, khăn chùi miệng của thầy không phải trong toilet con nha. Toilet là khăn giấy cồn nha con. Trời ơi. Đợi đó. Câu hỏi đầu tiên dành cho bé Lê Thanh Nè. Đứng dậy. Lúc lễ chơi con hãy trả lời thật bá đạo. Con cảm thấy bá đạo thì con hãy trả lời. Nghe rõ chưa? Câu hỏi. Con đã từng nghe qua câu chuyện tấm cám chưa? Rồi. Rồi đúng không? Vậy thì ngày giỗ cha của tấm và cám, ai? Ai là người leo lên cây cao để hái cao xuống để tiêm bầu cho cha? Bà Tư Rượu. Tại sao? Bà bán cao ngoài chợ, bà đi cây cao. Quá giỏi. Quá giỏi. Được. Con được thưởng một ly trà sữa. Ngồi xuống chút lãnh thưởng. Bà Tư Rượu. Tôi mới biết luôn. Thì ra là ba bắt cao mà chào hả? Được quá. Thì không, chơi sáng. Bây giờ câu hỏi thứ hai ta sẽ dành cho Trọng Nhân. Đứng lên con. Con hãy tiến tới hai bước đi con. Rồi câu hỏi dành cho con là
Trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lồn con đã từng đọc qua chưa? Rồi. Rồi đúng không? Vậy thì cho ta hỏi, lúc mà một sao mặt con căng vậy trời? Không, thầy dở mấy con đừng có làm mặt căng thầy sợ. Cho thầy hỏi, con vẫn còn căng. Bình thường. Bây giờ cho thầy hỏi con một câu. Mụ Bạch Tuyết, ôi lòng, không phải mụ Bạch Tuyết, mụ Phù Thủy, mụ Phù Thủy đã cho nàng Bạch Tuyết ăn trái gì mà nàng đã ngủ? Đúng đắn. Sao lũ đạn? Sao lũ đạn con? Đi bơm ngoài đường đó. Trời cái bơm bán ngoài chợ. Quá bá đạo. Con thưởng một ly trà sữa. Về chỗ. Dạ, tiếp theo câu hỏi. Tiếp theo. Dành cho bé Ronaldo Messi cắt lo công tế. Câu hỏi. Con đã từng nghe một chiếc thánh giống chưa? Rồi đúng không? Vậy cho ta hỏi. Đúng, ta sẽ hỏi lại. Thánh giống đã mặc bộ đồ gì để bay về trời? Nếu là cái kiến thức 2 năm lớp 1 của con. Đó. Đây là bộ đồ Inox Barbetton. Thánh giống đã mặc đồ sạch. Nó bảo đồ Inox Barbetton. Trời ơi, rồi, cảm ơn con. Ta thật không thể nào chịu nổi các trò này nữa rồi. Được rồi, hôm nay coi như là lớp học của chúng ta sẽ... À, ta còn một câu hỏi dành cho bé Mỹ Mì Mí. Ta hỏi con một câu hỏi. Trong chuyện Sơn Chân Nhật Thủy Tinh, nhà vua đã yêu cầu những sứ lễ gì để trả công chúa? Băng lo đét về để phát quà cho các con chịu không? Rồi sao không nào chịu hết. Bây giờ chịu. Làm lại. Các con chịu không? Chịu. Rồi nhập tiệc. Xin mời các con thưởng thức trà sữa. Quẩy đều á. Quẩy đều lên các con. Rồi uống đi nha. Rồi thầy cho cảm nhận nha. Thầy sẽ hỏi từng em một. Đây em Tuyền. Ngon không em? Dạ ngon. Rồi em My. Ngon không? Dạ ngon. Quá giỏi. Em Bangladesh. Giàu. Em giàu. Ngon. Rồi còn con bé này. Con bé có mái tóc huyền thoại. Sao tự nhiên cắt cái đầu ngộ vậy con? Ngon không? Dạ ngon. Rồi con Trang trái trẻ. Dạ ngon. Ngon. Còn đây ngon không con? Dạ ngon. Đây bé Đào. Ủa lộn bé Đạt. Ủa bé Lộc chứ quên. Quá ngon luôn đúng không? Hôm nay bà Nam thấy như thế nào, vui không bà Nam? Vui, lâu lâu nấu lại nghề hồi xưa. Ừ, rồi mình gặp gỡ mấy bé học trò của anh em thấy sao? Vui lắm. Em thấy tụi nó bá đạo dữ chưa? Trời đất ơi. Dữ dằn luôn á. Em thích nhất là cái này. Thầy dằn mất kế. Ông thầy té dằn mất kế. Uống như cái... Ngon không má? Ngon. Xuất sắc luôn không? Xuất sắc. Ngon không? Vừa uống không các con? Các con thật ngon không? Ăn thật chưa? Thật thế nào? Ăn thật ngon không Tuyền? Dạ ngon. Wow, nay nhìn mấy em nhỏ thiệt lại là thích cái cảnh này lắm nha. Phải thật là rất là thích cái cảnh mà mình làm gì cho mọi người, cho mấy bé như thế này. Ăn, uống coi như là nó đơn giản một ly trà sữa thôi mà cho hôm nay lại gặp được mấy bé chơi với bé một bữa.
là tự nhiên y chang là ngày xưa, quay lại cả ngày xưa của mình thì lại cảm thấy rất là vui. Thôi thầy cảm ơn mấy em hôm nay đã đến đây chơi với thầy một bữa nha. Hôm nay thôi bây giờ sẽ tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào quý vị khán giả đi các con. Xin chào, chào đi, bye bye. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều nha.